Mở đầu là những diễn biến tại khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 tại vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của Việt Nam. Ngày hôm nay, Trung Quốc vẫn huy động một số lượng lớn tàu và máy bay để bảo vệ giàn khoan trái phép này. Các tàu bảo vệ theo nhiều hướng với số lượng ngày càng tăng. Nhiều máy bay của Trung Quốc tiếp cận và thực hiện quay phim chụp ảnh lực lượng của ta khi đang làm nhiệm vụ chấp pháp trên biển. Đây là những thông tin mới nhất chúng tôi nhận được cách đây ít phút từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Cục Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Theo lực lượng cảnh sát biển, ngày hôm nay, Trung Quốc duy trì 95 chiếc tàu các loại hoạt động bảo vệ giàn khoan. Còn theo thông tin từ lực lượng kiểm ngư, số lượng này lên tới 137 tàu. Trung Quốc bố trí thành nhóm từ 8 đến 10 tàu, bao gồm tàu hải cảnh, tàu kéo và tàu cá, sẵn sàng đâm va, phun nước vào tàu Việt Nam. Các tàu được Trung Quốc bố trí nhiều hướng, trên mỗi hướng tăng cường từ 2 đến 3 tàu kéo loại lớn. Vào sáng nay, tàu của Trung Quốc mang số hiệu 3411 thường xuyên theo tàu cảnh sát biển 8003 của ta ở khoảng cách 1 hải lý. Một máy bay trinh sát của Trung Quốc ở độ cao 300m bay xung quanh khu vực tàu cảnh sát biển 8001 để quay phim chụp ảnh các lực lượng của ta. Sau đó, tàu cảnh sát biển 8003 phát hiện máy bay trực thăng của Trung Quốc B7115 bay lượn 4 vòng xung quanh tàu ở tàu độ cao từ 100 đến 150m. Trong ngày, các tàu cá vỏ sắt Trung Quốc luôn áp sát, đe dọa, chặn và ép tàu cá vỏ gỗ của các ngư dân Việt Nam ra xa khu vực giàn khoan. Còn các tàu của Việt Nam vẫn tiếp tục kiên trì tiếp cận giàn khoan ở khoảng cách từ 5,5 đến 6,5 hải lý, tuyên truyền yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu bảo vệ ra khỏi vùng biển Việt Nam.